Ủa, nó cho mình cái mũ đá banh nè mọi người. Nhấp chạy nè, 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 nhấp chạy nè. Ồ các bạn, mình tự tin luôn. Nó quá 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 may mắn luôn. Mày cuối tuần bùng nổ rồi mấy nấy ơi, cuối tuần bùng nổ rồi mọi người ơi. Clip ngày hôm nay của mình hứa hẹn với các bạn luôn sẽ rất 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 là hay luôn. Đầu tiên thì có một cái thông tin rất là vui cho mọi người nè. Đây, sau một khoảng thời gian rất là dài, không biết là tôi có nên làm cái mini game tặng xe không. Nó giỡn thôi, sao mà tặng được mấy nấy 461.000 cho một cái chiếc xe như thế này. Rồi, lý do tại sao mà những cái con xe này mà bây giờ game mới bán, thì hôm bữa mình cũng đã nói lý do rồi ha. Bạn nào mà không biết thì mình nói lại nè. Thì những cái con xe cũ nó bị vi phạm bản quyền của Tesla nha mọi người, nên là admin phải sửa nó lại. Admin làm cho cái mũi nó nhọn hơn nha mọi người ha. Đây các bạn thấy không, cái đầu xe nó nhọn hơn nè. Đó. Rồi, ở cái phần sau thì cũng fix lại một tí luôn nha mọi người. Nói chung là cái xe này nó đã được thay đổi rồi, nên bây giờ là nó có tên là xe siêu công nghệ vàng nha mọi người ha. Xe siêu công nghệ nha. Có tổng cộng là 1, 2, 3 chiếc. Mọi người lưu ý nha, có tổng cộng là 3 chiếc, nhưng mà sẽ có thêm một cái chiếc mới nữa là cái chiếc màu tím. Cái chiếc này thì mình không biết khi nào nó bán thôi, nhưng mà cái chiếc màu tím này chắc chắn luôn là đã có rồi. Nó sẽ bán ở trong cái dịp nào thì mình cũng không có rõ nha mọi người. Và hôm nay nó sẽ có thêm một cái gói tuyên cát sao nữa. Và đây là cái thông tin nó vui, trời ơi, nó sale cái gì mà nó sale mạnh vậy trời. Quải cái đạn luôn á. Mình nghe đồn, các bạn đồn rằng á, là cái gói mèo Bắc Hảo đen á, là một cái gói mà được những bạn nam và bạn nữ bình chọn cái lượt rất là cao nha mọi người. Bởi vì cái gói này là thường thường là các bạn sẽ quay để mà đu trend rất là nhiều luôn. Đó, cho nên biết cái từ cho nên làm gì đúng không. Rồi, có tổng cộng là 1 nè, 2 gói nè, rồi 3 gói các bạn lưu ý nha. Cái gói Choco Valina nè, 3 gói nè. Và đây là cái gói mà sale xuống còn 22.075% luôn nha mọi người. Rồi 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, cái gói thứ 5 là gói xe điện đụng nha. Rồi, mình sẽ đổi lại cái mini game ngày hôm qua thành cái mini game này để mà mình phát hai giải luôn cho nó nhiều nha mọi người. Rồi, mini game của mình ngày hôm nay bao gồm 5 cái gói được đang sale. Các bạn lưu ý nha, nó chỉ sale trong vòng có 1 ngày 22 giờ thôi. Rồi. Ví dụ như các bạn mà muốn chọn cái gói mèo Bắc Hảo đen á, thì các bạn comment ID nhân vật và các bạn chọn là mèo Bắc Hảo đen nam hoặc là mèo Bắc Hảo đen nữ nha mọi người. Hoặc là những bạn nào mà muốn có cái bộ đồ tay đua mèo, hoặc là những bạn nào muốn có xe đua điện đụng mèo á, rồi tham gia mini game ngày hôm nay của mình bằng cách đầu tiên đăng ký kênh, like video nữa để coi thử có bao nhiêu bạn like clip vì clip ngày hôm nay của mình. Rồi các bạn comment xuống ID nhân vật nha. Nhớ nha, cái gói này nó có thời hạn đó mọi người. Các bạn mà không tham gia là hết 2 ngày là không còn nữa đâu nha. Rồi. Bữa nay thì cũng không có hầu gì mới, khoan từ từ để tôi test nhân phẩm trước khi đến cái phần quan trọng này. Úi quên các bạn, mình quên có carbon mọi người ơi, trời ơi tôi quên. Mình có không hiểu luôn, bữa nay có dịp gì mà game lại phát carbon cho mọi người ta, bữa nay có sự kiện gì về mọi người. Từ để mình coi thử đang ngày bao nhiêu nha. Ôi có mặt luôn kìa, bữa nay là ngày 15 tháng 6, hình như là ngày khai mạc của giải Euro đó mọi người ha. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ có thêm một cái mã carbon mới nữa. Đây, mình nhập luôn. Những bạn nào mà đang xài phiên bản Vinagame hay là phiên bản quốc tế á, thì các bạn chuẩn bị nhập vào giúp mình nha. Mình đang chơi phiên bản quốc tế thì mình có cái phần nhập carbon ở đây luôn. Rồi, cái mã carbon này nó có tên là BT Euro 2024 nha mọi người. Đây, để mình nhập vào này. Đây, BT Euro 2024. Đó, BT Euro 2024. Nhớ nha, nhập nha. Cái mã code này 2 năm nó mới có một lần nha mọi người. Lâu lắm luôn mới có lại đấy mọi người, chứ không phải lúc nào cũng có Euro đâu. Nhận quà nè. Wow. Cái gì đây? Ủa, nó cho mình cái mũ đá banh nè mọi người. Mà cái mũ này ngày xưa mình nhớ không lầm là mình đã nhận rồi đúng không ta? Ủa, cái mũ này lúc trước có chưa ta? À, hình như là cái mũ này là lúc trước là tụi mình có nhận rồi đúng không? Nên là nó không có chữ new nè. Mình cũng nhớ sương sương là đâu ngày xưa rồi á mọi người, thì cũng có mũ này rồi. Đó. Rồi. Để cổ vũ tinh thần cho cái giải Euro lớn nhất thế giới đây thì mọi người coi nè. Bữa nay thì mình sẽ mặc một cái bộ trang phục liên quan đến đá bóng nha mọi người ha. Đặc biệt là cái mũ trái banh nhận từ mã code, các bạn nhớ nha. BT Euro 2024, mã code hoàn toàn miễn phí luôn. Nhập vào chứ để nó hết hạn nha mọi người. Cái mã code này nó có số lượng á. Cảnh báo, hiện tại thì mình có thấy một cái video của bạn Hoàng Hiệp ở trên TikTok nha mọi người. Thì bạn Hoàng Hiệp này có đăng lên một cái clip là nói về bóng xấu hiện tại nó đang bị lỗi. Rồi, đây là cái trường hợp lần đầu tiên mình gặp và cũng là lần đầu tiên mình thấy luôn. Nhưng mà theo như mình tìm hiểu á, đây các bạn coi thấy không, thì cái bóng xấu khi mà bị lỗi nó sẽ nhấp một đường thẳng và nó đi hoài đi mãi luôn. Và nó sẽ xảy ra với những con cá ví dụ như là rồng nè, mega nè,
Rồi những con cá khác, ví dụ là thương long này, đây các bạn sẽ xem hết clip này các bạn sẽ thấy nha. Đây mọi người thấy không? Đó, một nhấp này, hai nhấp này, ba nhấp này, bốn nhấp này. Thì cái này không phải hack, không phải tool này nha các bạn. Cái này hoàn toàn là lỗi nha mọi người ha, bị lỗi thôi nha. Đó thì bạn Hoàng Hiệp gặp cái trường hợp này và bạn ấy câu lên được rất là nhiều con khác nhau, và những con này nó đều bị lỗi như vậy luôn. Và những bạn ở trong nhóm của mình á bảo á thì chắc đây có lẽ là tính năng mới của game nha mọi người ha, tính năng mới của game nha, chứ cũng không phải trích gì đâu mọi người. Tại vì nếu như mà các bạn câu thường thì các bạn cũng sẽ gặp trường hợp này, nó xảy ra vào con thương long trắng á, nó cũng sẽ nhấp một cái đường thẳng như thế này thôi. Đó, nó nhấp miết, nhấp hoài luôn, chứ nó không có lỉa lỉa như lúc trước nha mọi người, nó cứ bỏ trốn liên tục luôn. Rồi đây mọi người thấy không, nó bỏ trốn, nó đi mãi luôn mọi người ơi, nó đi mãi luôn. Đó thì con mega cá mập này nó cũng bị mình được biết, mình có tìm hiểu lại á, thì mình nghe nói là có một cái chích, nhưng mình không biết đúng không, để xác nhận cái thông tin này cái đã. Quay các bạn coi nè, nhấp chạy 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 luôn, nhấp chạy luôn. Đó thì nếu như nó là cái trích thì mình sẽ hỏi bạn Hoàng Hiệp xem, nếu như là cái trích thì mình sẽ chỉ cho các bạn sau nha. Ôi ok, thì sau khi mà nhắn tin với lại bạn Hiệp với mọi người thì mình có hỏi đây là trích hay là lỗi game, thì bạn Hiệp có trả lời một câu thì đây là cái trích nha mọi người, không phải lỗi game nha mọi người ơi. Thì đây là cái trích mới, cái trích này nói chung thì sẽ giúp cho game bóng xấu nó sẽ nhảy liên tục và các bạn sẽ kéo sướng hơn nha. Theo như mình cảm nhận thì giữa cái việc mà nhấp thường với lại bỏ trốn kiểu này á thì mình thích kéo kiểu này hơn. Thứ nhất là nó nhanh, thứ hai là bắt nhịp nó cũng dễ nữa mọi người. Đây cứ nhấp nè, nhấp nè, rồi nhấp thôi mọi người. Đó nó cứ như vậy thôi. Rồi ok, đây là trích thì chắc chắn là sẽ hướng dẫn cho mọi người ở clip sau. Rồi bây giờ là mình sẽ test cái trích này trước cho mọi người, và các bạn thấy không, đó bất kể con nào cũng vậy nha, cứ nhấp 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 một đường thẳng như vậy là nó sẽ lên luôn, thay vì mà các bạn cứ nó lỉa qua lỉa lại các bạn đợi nó bỏ trốn á thì nhiều bạn có khi nhấp hụt. Rồi tiếp tục các bạn lại coi nè, đó nhấp nè, nhấp nè, nhấp nè. Thì mình lúc đầu mình xem cái này á mọi người thì mình nghĩ chắc ui chắc cái này lỗi game mọi người ơi, cái này nhìn hơi tấu hài nhá. Nhưng mà sau khi mình xác nhận với lại cái chủ của video này xong á thì bạn ấy bảo là chích rồi. Nhưng mà công nhận là cái chích này hay thật nha mọi người. Mình thấy xịn thiệt luôn á, cứ nhấp 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 như vậy đúng đã luôn mọi người. Wow, hẹn các bạn video sau nha. Ây do hôm nay các bạn muốn mình làm cái gì trước đây? Trước mắt á thì đã có thông tin về cái giải đáp cho các bạn về cái lỗi bóng xấu hay là trích rồi nha. Thì mình thấy chủ clip xác nhận là trích nha mọi người, không phải lỗi bóng xấu đâu nha. Đó, hôm qua giờ mình thấy các bạn đồn cũng hơi nhiều nên là hôm nay mình đăng clip lên đính chính cho các bạn xem. Rồi bây giờ các bạn muốn mình làm cái thử thách là trong vòng 15 phút đồng hồ bắt được bao nhiêu con bọ hiếm trở lên không? Ok, cái gì chứ riêng cái vấn đề mà bắt bọ đối với mình thì nhanh lắm, mình chạy một vòng là full bọ luôn. Rồi get go. Ôi 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 ôi, con gì đây? À trời ơi, thôi kệ các bạn ơi, 200 tiền sao, 200 tiền sao nha. Rồi mới đè ba thôi, phút đầu tiên nha, các bạn cùng nhau đếm thử là mình bắt tổng cộng là bao nhiêu phút được bao nhiêu con bọ hiếm nha. Rồi từ để tôi chỉnh lại máy cái coi, tôi bấm quay cái tôi bắt con này luôn nè. Cái con này thì tên của nó là 200 tiền sao nha, 200 tiền sao nha mọi người. Tên chính xác của nó là 200 tiền sao nha. Mày hả bưởi, mày chạy đi đâu, mày đứng lại để coi. Cái đồ 200 tiền sao kia, mày đứng lại đây. Mày chạy hả? Mày quay đầu, nó quay đầu nó tính cắn mình á. 200 tiền sao xời. Rồi sau khi ôi ui 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 anh em ơi, anh em ơi, đó mọi người thấy chưa, mình có nói sai đâu, cái gì chứ bắt bộ là nó hụt phong thủy lắm luôn. Mới vừa cầm cái vợt bấm máy quay cái thử thách xong là gặp luôn cái con banana luôn. Nhiều bạn nói câu này hiếm chứ riêng mình là mình không thấy hiếm nha. Bữa nay mà mình thấy nó kiểu như là nó cũng đại trà mọi người, nó cũng nhiều quá. Nó cũng kiểu nó ngang ngang với lại cái con ít yêu tinh rồi á. Rồi con Gorillac thì cũng không hiếm luôn. Mình chắc chắn mà hôm nay mình sẽ sang con Gorillac cho các bạn coi luôn. Đồ yêu mà. Đây, để mình bắt con này trước cái đã. Ừ mày thổi kèn đi. Mọi người thấy nó thổi kèn giống như là đá banh không mọi người? Đó nó thổi te 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 giống như đá banh luôn á. Rồi mày thổi đi con, mày thổi đi. Mày thổi đi idol à, đợi anh tí em ơi, anh ký tường ngay, bình tĩnh đi, cứ bình tĩnh đi. Mày hả bử. Rồi để tôi xoay cái màn hình coi thử chuẩn chưa. Rồi thả vợt nè, 3, 2, 1. Mày vô lưới nè, có mũ không? Ui không có mũ, thôi cũng được các bạn, không có mũ thì thôi. Con này thì mình nói chung cũng full hết rồi, giờ bỏ chứ cũng gần full rồi mọi người. Ok ký tường bằng này luôn nha, chào em nhỏ đấy. Vô mọi người ơi, thấy chưa, săn bọ là các bạn sợ ngay. Một em tím nha. Ôi cái hiện tượng như đang xảy ra đây mọi người. À trời đất ơi, có khi nào mà các bạn bị nhầm á, nhầm cái con cóc gai mắt với lại cái con Gorillac không mọi người?
Thì có khi nào các bạn nhầm không? Đây, từ từ nha, vô nè. Rồi, để tôi test vượt mọi người, tôi test vượt xem thử coi. Hợp lý chưa? Rồi, đi, get go. Nãy giờ nó bị lỗi mọi người ơi, bấm hoài nó không có ăn nha. Giờ biết các bạn sao, dạo này mình chơi game nó hay bị lắc lắm nha. Ờ, mà dạo này chơi game lắc thiệt. Bạn nào mà không vào được game thì lý do các bạn biết sao không? Là hiện tại mình nghe nói là cái cáp Việt Thiêu hay cáp gì nó bị đứt á mọi người. Nên là vào game nó cứ bị văng liên tục à. Mày hả bự? À, 511 tiền sao? Mới làm cái thủ tục game lắc một phát mà lên được cái mũ vương miện nè mọi người. Rồi, thôi xong rồi. Mọi người vote cho tôi có nên bán không mọi người? Bán không mọi người? Có nên bán không? Bán nha. Bây giờ bán luôn á nha. Ok, bán đi. 511 tiền sao này. Đáng đời mà chưa? Nó chạy kìa. Hồi nãy giờ mình đứng mình bấm máy quay mà nó chạy kìa. Mày dám chạy với tao hả? Mày chạy đi, mày ngon mày chạy đi. Cho mày 20 phút mà chạy luôn á. Mày ngon mày chạy đi. Mày ngon mày chạy đi. Rồi đây nó chạy kìa. Mày chạy hả con? À, chạy nhanh đó. Mày hả bự 211 tiền sao? Bán luôn nè. Ui. Rồi ơi, mọi người có thích mình bắt cái con chuồn chuồn Ngô Hoàng Đế không mọi người ha? Cái con này là cái con mà nó cũng nền xanh nước biển luôn, nhưng mà nó hơi chạy lung tung á, nên là mỗi lần bắt nó mình cũng thấy mệt lắm mọi người. Nhưng mà thôi, lỡ làm clip bắt bọ nền hiếm rồi thì nền xanh dương đổ lên là nền hiếm, rất hiếm huyền thoại rồi, các thứ nha mọi người ha. Nói chung nền xanh nước biển đổ lên nha. Nhưng mà riêng cái con này là mình rất là cay luôn. Bữa nay là nó còn đậu với cục đá đó, chứ bình thường mình bắt nó không có đậu đâu. Nó cứ chạy lung tung à. Thôi được rồi, mày chạy hổ cái, dám đậu cục đá hả? 204, bán luôn nha mọi người ha, bán luôn nha. Mày hả bởi con này thì mình có phương miệng rồi. Bán luôn, xây. Wow, ếch cây xanh trắng nè. Con ếch cây xanh trắng nha mọi người. Trời ơi, hên lắm luôn á, tính ra mấy cái con này mình gặp hơi bị nhiều nha. Đặc biệt là con ếch cây xanh trắng nè, mày hả bởi 223 tiền sao? Bán mày luôn. Mày hả bưởi. Ui. Mọi người thấy cái mà mình đang thấy không? Con bảo cầu vong nè. Bảo cầu vong nè mọi người. Wow. Con này thì mình full rồi. Bảo cầu vong nha. Wow. Mày hả bưởi. Tới số mày với tao rồi. Mày tới số mày với tao rồi nha. Mày lại đây. À, nó dám quay đầu, nó bỏ chạy kìa mọi người. Cái con này lì vậy? Từ từ, đứng lại. Mày lại đây. Ơ? À? Hết giờ, what the hell, hết giờ. Lỗi mình các bạn ơi, mình nghĩ ra là còn thời gian. Hết time, trời ơi, end time. Không sao, mình sang lại, bình tĩnh. Ờ, ở đây, một con bướm xanh nha. Từ từ, các bạn yên tâm đi, mình sẽ săn lại cái con ếch cầu vồng để mà bù đắp cho các bạn nha. Mọi người cứ bình tĩnh đi, không sao hết mọi người, đừng có buồn nha, bình tĩnh đi. Mình làm thử thách chắc chắn là mình sẽ săn lại được con đó thôi. Tiếc ghê luôn á mọi người, mình đang đợi nó bay mất tiêu à. Hết giờ lúc nào mình không hay luôn mà không có xem thời gian nha. Đáng lý là phải canh time nó mới đúng. Nhưng mà không sao. Mày hả bởi. Đấy, thấy không? Ê, nó nữa nè, tôi nói mà thấy chưa, đi một vòng lại gặp nó ngay mà các bạn yên tâm đi. Vì chứ cái vấn đề mà bắt mấy con này là cứ để Thịnh lo nha. Uầy, mày, tôi đố mày chạy được luôn á. Hồi nãy là hết thời gian nha mọi người, còn bây giờ mình đố nó hết thời gian được luôn á. Cái khúc này mình vào là trời hơi bị sớm luôn. Tại vì mình quyết tâm mình bắt lại con này cho các bạn coi mà. Tại vì hồi nãy để hết thời gian mất tiêu. Mày hết thời gian nữa đi. Ui, có vương nguyện luôn. Thôi để dành cho mọi người ha. Con này chắc mình bỏ vô bể mình trưng đi. Bán thì hơi phí, mà để thì hơi chặt. Thôi để luôn đi. Để luôn. Ok. Quá ngon. Oh my god. Ếch gorilla anh em ơi. Anh em thấy gì không? Con gorilla kia. Đó. Nó mới vừa nhảy qua kia. Từ từ bình tĩnh. Ủa, đang mất tiêu rồi. Từ nha, đang mất tiêu rồi. Nó mới ở đây luôn mà. Ủa? Nó nhảy gì xa vậy? Ủa? Ồ? Con gorilla. Ồ mọi người thấy cái hiện tượng gì mới xảy ra không? Rõ ràng là con gorilla nó mới đứng ở đây luôn. Mình chưa kịp đi, mình chưa làm gì luôn mà nó nhảy một phát mất luôn.
chắc là hết thời gian, nhưng mà trời tối mà sao hết được ta. Ui, 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 một map hai bọ tím luôn, một map hai bọ tím luôn. Mày hả, cái mũ bảo hiểm mà lại đây, riêng mày là tao bán luôn á. Mà lại đây con, trời ơi, một map hai bọ tím luôn Thịnh ơi. Mình biết các bạn đang nghĩ cái gì rồi, nhưng mà từ từ, các bạn cứ bình tĩnh đi. Mình thấy rồi, mà không phải mình không thấy đâu, mình thấy rồi. Chẳng qua là mình ưu tiên bọ tím trước thôi. Ở phía sau mình đang có một con bướm rất là hiếm luôn, con bướm Luna ít khi gặp lắm nha mọi người. Rồi để mình bắt chiếc con S yêu tinh đi, rồi mình quay lại mình tìm thử là có con gui lắc không nha. Mọi người có thấy con gui lắc không? Khúc đó là mình thấy rõ ràng nha, chứ không phải mình bị hoa mắt đâu, mình thấy rõ luôn. Thấy cái lưng nó thiệt to, nó màu sậm sậm vàng vàng nâu nâu mà. Mà sao hết vừa kỳ vậy ta? Rồi đây, đó. Cái con này thì mình bữa hôm nào ta? Hôm nào mình nghe trong nhóm mấy bạn đồ mấy con này hiếm lắm đúng không? Hiếm đâu mà hiếm các bạn, con này sao mà hiếm được? Con Luna mà. Ê, không sao. Con này thì cái nền xanh dương nên là nó cũng không có nhảy lắm mọi người. Vẫn còn kịp nha. Mày. À, con này. Mày bay hộ cái. Trời, tôi tức ghê luôn á. Đáng lẽ ra là mình sẽ bắt được cả cái con gui lắc nữa, nhưng mà nó đâu rồi ta? Trời đất ơi, mình phải đi tìm cho bằng được mọi người. Nhưng mà hồi nãy là mình để cái màn hình nó đứng lên á, nên là mình không có lia cam được cái khúc mà cái con gui lắc nó bỏ đi. Không biết là chấm than hay là hết giờ nữa. Mình thì mình đang sợ là hết giờ thôi, chứ không nói gì. Chắc là hết giờ mọi người à, hết giờ rồi. Khúc đó chắc hết giờ á. Chứ chấm than thì không đời nào đâu, tại vì là mình đi chậm, với lại thì mình cũng chưa tới gần nó nữa. Chắc mình nghĩ là hết giờ đó mọi người ơi. Khúc này không có thì chắc không còn khúc nào có đâu. Hết giờ rồi mọi người, tiếc ghê luôn. Một map hai bọ tím luôn. Trời ơi, làm thử thách đi săn bọ mà gặp map kiểu này thì game độ thiệt luôn á. Ui, cày tê nhờ. Quá tức luôn. À, mày hả, mình mới tele qua map này xong cái mình gặp nó luôn nha mọi người. Mày hả bưởi, mày hả bưởi, mày tới số với tao rồi. Tới số với tao rồi, mọi người thấy nó không, mọi người thấy gì không? Ít cây xanh trắng nha, ít cây mắt đỏ nha mọi người, ít cây mắt đỏ nha. Rồi bình tĩnh nha mọi người. Một lát nữa thì mình thử mình tre bên cái cầu á, xem thử là nhân phẩm của mình nó có ra được nó có ra được cái con ít cây lụng, nó ra được con vua hay không nha mọi người. À, đây nè. Tính ra thì nó cũng không hiếm nha, mà sao bữa giờ mình không gặp nó mọi người. Cái con này ngày xưa nó nhiều lắm luôn á. Ngày xưa rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ thì kiểu như là nó cũng tuyệt 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 chủng luôn rồi. Mày hả với một em. Wow. Ê mọi người thấy không? Thì sau khoảng thời gian là đâu đó chắc cũng nửa tiếng chứ không phải 15 phút, các bạn cũng hơi lâu nha. Mình làm thử thách mình bắt bọ thì cũng khá nhiều đó mọi người. Nói chung thì có nhiều bạn bảo là ủa anh Thịnh ơi, anh làm một tiếng hay nửa tiếng mà sao anh thấy anh bắt được nhiều bọ vậy? Chẳng qua là mình tele map á mọi người. Nói chung mình đổ map liên tục à. Mà các bạn ưu tiên ở bên Phú Việt nha, đừng có qua nước ngoài mà bắt bọ nha. Nước ngoài bắt bọ cực kỳ ít bọ luôn. Lý do tại sao là tại vì bên nước ngoài á, nó không có map nhiều map nha. Các bạn tele tới tele lui nó cũng chỉ có một map mà. Còn bên Việt trời đổ chơi đổ. Không, nói thiệt, cái này tôi không phải tôi sắp xếp nha, cũng không phải mình quay mình bình luận lại luôn. Cái này là đang trực tiếp luôn. Mình tính là mình sẽ dừng video tại đây và mình không có quay nữa, mà mình sẽ quay cái đoạn kết đó. Nhưng mà thật sự để mà nói về cái độ bắt bỏ của Thịnh á, thì mình tự tin là mình top 1 các bạn. Mình tự tin luôn, nó quá may mắn luôn. Mày nhìn tao hổ cái đi. Quay cuồn. Trời ơi, nói về cái độ mà bắt bọ và nhân phẩm á, thì chắc là mình top 1 thì chắc cũng không ai nhận top 2 mọi người ha. Quay nhân phẩm luôn, mới vừa xoay lưng hoặc bật cái clip lên quay cái đoạn kết thì vô tình gặp thêm cái con yêu tinh Vương Miện nó nằm ở đây nữa. Ở thế là hôm nay là hên thế nhờ. Trời đất ơi, ước gì mà mình đi câu 46 quái vật mà lúc nào nó cũng hên như thế này mọi người ha. Không thiệt tình luôn á, nhiều lúc mình nghĩ mà mình đi bắt, mình đi câu cá mà nó không hên mình bắt bỏ luôn mọi người. Cái nhân phẩm của mình chắc nó chỉ hợp để bắt bỏ hay gì á. Ok, đấy, thì mình khuyên các bạn đi bắt bỏ thì tốt nhất bắt ở Phú Việt. Còn đi săn cá thì săn ở nước ngoài cũng được. Tại vì ở Phú Việt nó có nhiều map. Tele dính map này không có thì thoát ra vào lại nó sẽ đá các bạn qua map khác. Thì hai map thì cái xác suất nó ra bỏ nó sẽ nhiều hơn nha. Còn nước ngoài nó ít map lắm. Nhiều lúc nó vắng á, các bạn đi tới đi lui mà cứ thấy nó nằm ở một map đúng không? Đó là lý do tại sao mà các bạn bắt bỏ lâu á. Rồi nói chung thì cũng một phần là nhân phẩm đó mọi người, chứ không phải hay gì đâu mà nói giỡn á. Không phải hay đâu mọi người, nhân phẩm á.
Rồi, ok, như vậy chắc chốt kèo được rồi các bạn ha, ngon quá rồi ha. Rồi, nhớ tham gia mini game ngày hôm nay của mình, nhập mã carbon vào và đừng quên bấm like và đăng ký kênh cho mình nha.